đi. Vô. Thôi đi về đi, cả ngày nay Quyên tìm mày gần chết đó. Chắc là Quyên lo cho mày lắm á. Em cũng nhớ cậu lắm. Bởi vì em thương cậu mà. Em thì sao cũng được, nhưng mà em sợ gia đình em, làm cô khổ, cô buồn. Em chịu không có được. Uống với em đi. Thôi ăn một miếng đi rồi về, mai còn đi làm nữa. Anh mà không uống với em á là em sẽ không bao giờ hết buồn. Vô anh. Vô anh Minh. Tự nhiên sao tôi rước quả vô thân. Chuyện đâu đâu. Vô. Alo. Quyên ơi em đâu rồi, em ra rước một phát về mà anh đi nó xỉn quá trời rồi, uống thì chiều giờ nè. Cái gì? Anh với Phát vào quán nhậu á hả? Ở quán hôm qua. Nhưng mà anh có nói gì với anh không? Ngồi nó than thở, nó nhớ em, nó thương em. Rồi nó nói không sống thiếu em được. Em ra em cổng nó về mà anh đi. Kệ ảnh. Ảnh càng như vậy em càng thích. Em có lo cho ảnh nữa. Ảnh muốn nhậu gì nhậu cho tới chết luôn đi. Phát ơi vậy về cho người ta dẹp quán. Về mẹ ơi. Tôi mệt lắm rồi, mai còn đi làm nữa. Vậy về đi. Trời ơi. Cái quán người ta chứ đâu phải cái nhà của mày. Mày buồn tao cũng buồn mà. Buồn ngủ lắm mày đó. Bỏ tay luôn. Bánh mì tới rồi đây. Bánh mì của Ken nè. Ken ăn đi. Ê khoan. Trước khi ăn á là mình phải làm thủ tục check in bánh mì ông Mào nhá. Một, hai, ba, cười tươi. À. Ok. Đẹp quá. Rồi, giờ cái năng đi. Ăn giỏi nha. Ăn bánh mì á hả, khô họng lắm. Để cô Quyên vô lấy nước cho Ken nha. Dạ. Người đợi cô Quyên nghe chưa. Dạ. Hay quá. Mình không muốn mất Quyên. Chuyện đã như vậy vì người mình yêu, phải học cách chấp nhận thôi. Ken à, chú là chú Phát. Không phải, ba Phát. Đang là bạn trai của mẹ Quyên á. Sau này ba Phát với mẹ Quyên cùng nhau chăm sóc con. Con chịu không Ken? Nhưng mà sao chú làm ba của Ken được? Ken ơi, Ken quên rồi hả? Cô Quyên dặn Ken là không có được nói bao quan ở đây, Ken quên rồi hả? Ken có còn muốn chơi bao quan không? Dạ muốn. Nếu mà muốn chơi bao quan á là không có được nói bao quan trước mặt mọi người nghe chưa? Dạ. Nhớ thấy chưa? Dạ. Thương lắm á. Em Quyên. Anh có chuyện muốn nói. Cho anh nói trước được không? Thú thiệt á thì anh cũng không ngờ là em có chồng rồi em có con sớm vậy luôn á, rồi ly dị cũng nhanh nữa. Nhưng mà không sao đâu, mấy chuyện đó anh không có màng nữa, bỏ qua hết. Hôm nay anh tới đây á là anh muốn bàn với em, anh muốn sắp xếp một bữa em gặp mẹ anh, rồi anh công khai tình cảm của mình luôn. Anh nói là cho mẹ anh biết là em có con luôn, coi như là mẹ anh có cháu nội sớm đi. Anh với em mình cùng nhau vượt qua sóng gió được không? Cái gì vậy Quyên? Cái chuyện này chuyện quan trọng lắm đó. Nói chuyện với mẹ anh là chuyện quan trọng đó, chứ không phải chuyện đùa chuyện giỡn đâu mà em ở đó em cười kiểu đó. Chị Hà. Mẹ Hà. Ừ con. Chơi vui không con? Cảm ơn Quyên đã coi chừng Ken giúp chị nha. Nè, chị có mua ít trái cây, có gì em gọt với mọi người ăn nha. Dạ, trời có gì đâu, chị khách sáo quá. Mẹ Hà, chị là mẹ bé Ken. Ờ, sao vậy? Trời ơi Phát, mày khùng vừa nó Phát. Con Quyên á, nó muốn thử lòng mày.
cho nên nó làm bộ nó nói vậy thôi. Chứ con tao á, bồ còn chưa có, làm gì có con. Ken á, là con của con bé Hà ông ơi. Em chưa có chồng. Chưa có chồng làm sao có con? Quyên ơi, em chưa có chồng. Anh làm cái gì kỳ cục vậy? Bữa nay vui rồi ha. Vậy mà bữa tao nói chơi cũng giận hờn du dơ, rồi buồn, rồi đi nhậu, rồi tự tử nữa. Yêu đương mà không tin tưởng, sớm muộn gì cũng chia tay nha mày. Nhưng mà thôi anh cũng xin lỗi, cũng tại anh đầu dây mối nhợ. Anh Phát, em xin lỗi anh nha. Em biết là anh yêu em thiệt lòng rồi, em tin rồi. Từ nay em sẽ không bao giờ thử anh vậy nữa đâu. Rồi giờ anh biết hết sự thiệt rồi đó. Không biết có người còn có ý định dẫn tôi về ra mắt mẹ không ta? Còn chứ. Bây giờ là anh sẽ liên lạc với mẹ, mời mẹ lên liền, công khai chuyện tình cảm liền. Rồi anh xin mẹ cưới em luôn, em đồng ý không? Đồng ý là nói mẹ cưới liền luôn á, cưới liền tay luôn. Dạ. Ba con Nguyên còn sống đó, chứ chưa có chết đâu. Chú, xin lỗi chú, tại con hấp tấp quá đúng không chú? Thôi con coi con ngày nào đẹp đẹp á, con mời mẹ con lên. Rồi con mời chú qua ăn cơm với mẹ con nha. Vậy thì được. Anh hả? Từ nay á, hai đứa mình nó sẽ luôn tin tưởng nhau. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.